Dạ, xin chào các anh chị và các bạn lại gặp các anh chị và các bạn trong kênh YouTube của Nệm Gia Kho. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị và các bạn một cái dòng nệm của nệm Vạn Thành, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Với cái dòng nệm đang rất là hot hiện nay, đó chính là dòng nệm Vạn Thành Uniwear. Với thiết kế đó là bọc nệm được sử dụng một cái thiết sang trọng cũng như là rất là tinh tế. Phía bên ngoài thì được bọc bằng vải dệt kim nên là rất là sang trọng mà. Khi mà mình chạm vào cái vỏ bọc của cái nệm này thì rất là dễ chịu và mềm mại, cũng rất là êm ái ạ. Với thiết kế mà dệt kim như thế này thì các anh chị và các bạn không phải lo lắng về vấn đề bí hoặc là nóng mà. Ngoài ra thì cái bọc nệm này còn có tác dụng đó là hút ẩm, hút mồ hôi cực kỳ cao. Khi mà các anh chị sử dụng vào mùa hè thì không phải lo về vấn đề là nóng, và sử dụng vào mùa đông thì rất là ấm áp như các anh chị và các bạn. Tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các anh chị và các bạn về cái cấu tạo của phía bên trong của cái dòng nệm Vạn Thành Uniwear này ạ. Điểm đặc biệt của cái dòng nệm này đó là phía trên và phía dưới được thiết kế rất là giống nhau như thế này, là những cái lỗ tròn, lỗ bọc nhỏ tròn như thế này, rất là dai cũng như là độ đàn hồi của nệm rất là cao khi mà mình uống như thế này, rất là chắc chắn. Và khi mà mình vừa mới dở ra thì cảm thấy chiếc nệm này nó có cái mùi rất là dễ chịu, không giống như những cái dòng nệm cao su khác thì có mùi hôi rất là khó chịu ạ. Cái đặc điểm của những cái lỗ tròn mà các anh chị và các bạn đang thấy đó chính là giúp điều hòa không khí cũng như là nâng đỡ những cái vùng trong cơ thể mình. Và chiếc nệm Vạn Thành Uniwear của chúng ta thì có bảo hành lên tới là 12 năm mà. Khi các anh chị và các bạn mua nệm thì nên chú ý cái phiếu bảo hành cũng như là mã vạch ở trên nệm ạ. Và hiện nệm Gia Kho đang chiết khấu cho cái dòng nệm này rất là cao. Với kích thước là 1m6 x 2m 10 cm, chỉ có giá là 7.150.000 đồng thôi ạ. Chỉ có 7.150.000 đồng thì các anh chị đã có thể sở hữu cho mình một cái dòng nệm cao su thiên nhiên Vạn Thành Uniwear vô cùng là cao cấp như thế này ạ. Để có thể mua hàng thì các anh chị có thể đến với các hệ thống của Nệm Gia Kho, ngoài ra có thể đến với những cái chi nhánh ở các tỉnh thành. Em sẽ để link ở phía bên dưới. Cảm ơn các anh chị đã xem video của mình ạ.